Xin mến chào tất cả anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Văn Quỳnh Bất Động Sản, kênh chuyên review và khảo sát các dự án bất động sản ở khu Tây Thành phố Hồ Chí Minh. Thì huyện Bến Lức sắp tới đây sẽ đón nhận hơn 2.000 căn hộ giá rẻ với vị trí giáp ranh huyện Bình Chánh anh chị nhé. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng đi tìm hiểu về cái dự án này. Đó chính là dự án Destino Central, một dự án căn hộ của chủ đầu tư C Holding. Thì chủ đầu tư C Holding đã từng triển khai hai dự án tại huyện Bến Lức rồi, đó là Lago Central và The Pearl Riverside. Hai dự án này hiện tại thì đã có sổ hồng riêng hết rồi. Đó, thì trong video hôm nay bắt đầu mình sẽ tìm hiểu về cái vị trí của Destino Central trước anh chị ha. Ở đây thì Quỳnh đã vẽ sẵn về cái quy mô của dự án, là tổng diện tích đất là 2,1 hectare nằm trên mặt tiền quốc lộ 1A chị nha. Đây là tuyến quốc lộ 1A này. Thì về hướng bên tay phải anh chị có thể thấy ngay đây là ranh giới của huyện Bến Lức. Thì bên này là Bến Lức này và bên này là huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Phía bên này thì là sẽ là khu vực của Cần Giuộc rồi anh chị nhé. Đó, thì ở đây mình sẽ thấy ngay là nút giao Mỹ Yên, là một cái siêu nút giao của ba tuyến đường lớn, là vành đai 3 là tuyến màu xanh này đây, hiện tại đã được triển khai rất là mạnh mẽ này. Tuyến đi ngang là tuyến cao tốc Sài Gòn Trung Lương, và tuyến nối dài với vành đai 3 chính là tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành. Thì từ Destino mình đi theo quốc lộ 1A vừa qua địa phận huyện Bình Chánh một cái là mình sẽ gặp ngay cái nút giao Bình Chánh. Thì ở cái nút giao này sau này mình có thể đi lên theo tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành và di chuyển về sân bay Long Thành rất là thuận tiện luôn, có thể là không cần phải về sân bay Tân Sơn Nhất nữa, vì đi về sân bay Tân Sơn Nhất thì có thể sẽ kẹt xe. Ngoài ra thì mình có thể đi từ quốc lộ 1A mình đi thẳng lên đây và mình sẽ về tới Ion Bình Tân với khoảng cách là 14 km, và hoặc cũng có thể từ đoạn này mình có thể rẽ sang đường Nguyễn Văn Linh, mình đi về hướng quận 7 Phú Mỹ Hưng thì có khoảng cách là khoảng 20 km, mất đâu đó tầm 40-45 phút đi xe anh chị nhé. Đó, về vị trí hướng bên tay trái đi, thì bên này mình sẽ có là chợ Gò Đen. Chợ Gò Đen thuộc xã Phước Lợi, huyện Bến Lức anh chị nhé. Chợ Gò Đen là một cái chợ rất là sầm uất, đầy đủ các cái mặt hàng buôn bán này. Đó, thì tiếp tục đi thẳng hướng qua bên này thì mình sẽ gặp ngay là khu công nghiệp Vĩnh Lộc này, bên này là khu công nghiệp Phúc Long này, khu công nghiệp Phúc Long chuẩn bị mở rộng ra đây này. Tuyến đường màu xanh này chính là tuyến đường DT830E, hiện tại đang được triển khai rồi, và tuyến này cũng chính là tuyến vành đai 4 trong tương lai luôn anh chị nhé. Đây, đang triển khai đoạn này rồi, chuẩn bị qua nối qua bên này là sẽ là một cái cầu An Thạnh ở đây. Đó, thì từ Destino Central ở đây mình sẽ đi thẳng tới thị trấn Bến Lức là có khoảng cách 6 km anh chị nhé. 6 km thì đi đâu đó khoảng cỡ 10 phút thôi anh chị. Ở đây thì mình có thêm là khu công nghiệp Thuận Đạo này. Đó, bên này là khu đô thị Waterboy 355 hectare này của chủ đầu tư Nam Long này, đã hình thành rồi, dự án này thì đã hình thành rồi. Bên này thì mình sẽ có là theo đường chim bay cách khoảng cỡ 2 cây số đó, mình sẽ có khu đô thị Cosi quy mô là 143 hectare đó, ngay cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Bên này thì là khu đô thị Eco Park này, một chủ đầu tư rất là uy tín, chủ đầu tư lớn luôn là chị nhá, với quy mô là 220 hectare, dự kiến là cuối năm nay sẽ bán hàng đó anh chị. Rồi thì bây giờ thì vừa rồi là mình đã tìm hiểu về cái vị trí của dự án Destino rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi thêm về cái thông tin chi tiết, các cái thông số anh chị ha. Đây Quỳnh đã mở sẵn về cái file này đây rồi. Về cái vị trí thì là địa chỉ là số 54 quốc lộ 1A, xã Mỹ, huyện Bến Lức, tỉnh Long An anh chị nhá. Đó, thì thông tin về dự án này chi tiết đây anh chị, tổng diện tích khu đất là 21.565,5 m², tức là khoảng 2,15 hectare đó anh chị. Đất xây dựng công trình là 7.862 m² này. Đất cây xanh, thảm cỏ, mặt nước là 4.324 m² này. Là đất sân, đường nội bộ và bãi đậu xe là 7.907 m² này. Chiều cao công trình là 74,9 m². Đó, tầng cao xây dựng công trình là 20 tầng, bao gồm là 1 tầng hầm, 2 khối đế và 18 khối tháp, 1 cộng 1 tum, tức là 1 sân thượng ở trên. Đó, số lượng mỗi tầng sẽ là 21-22 căn, tức là mỗi sàn ở đây mình sẽ có khoảng 21-22 căn, tùy từng block anh chị nhé, có 5 loại căn hộ. Và tổng số lượng sản phẩm là 2.048 căn anh chị nhé, một con số rất là lớn. Đây là những cái phối cảnh anh chị này, phối cảnh về dự án đó. Đây là phối cảnh về khu vực đậu xe. Đậu xe thì mình sẽ có là
tầng hầm, tầng 1, tầng 2 và ngoài trời, thì bao gồm là 193 chỗ ô tô và 4079 chỗ đậu xe máy. Đây phối cảnh về trường mầm non này. Bên này sẽ là hồ bơi. Hồ bơi thì bao gồm là 4 cái hồ bơi anh chị nhé. Số lượng 4 hồ bơi này, chiều dài 25,8m này. Đây là phối cảnh công viên nội khu, bao gồm hồ bơi và công viên. Đây, phối cảnh với shop house anh chị nhé. Shop house tại dự án Destino. Và đây sẽ là các cái thông số về số lượng căn. Studio thì sẽ có diện tích từ 29 đến 35m2, 111 căn. Đó, những cái thông số này anh chị có thể là liên hệ Quỳnh, Quỳnh sẽ gửi qua chi tiết cho anh chị mình, hoặc là anh chị cũng có thể chụp màn hình lại để mình xem thôi, mình nghiên cứu anh chị ha. Số lượng căn lớn nhất sẽ là căn 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 45 đến 53m2 này anh chị, chiếm đến 47%, bao gồm là 958 căn anh chị nhé. Và thấp nhất sẽ là căn hộ tầng 1, 46 đến 94m2, chỉ 14 căn thôi. Đây sẽ là những cái thiết kế của các cái mẫu căn hộ đây anh chị. Căn hộ studio này, mỗi sàn sẽ có 2 căn thôi. Đó, diện tích thì diện tích thông thủy là 35,44 này và 33,96m2 này. Đây, về cái thiết kế của nó thì ở ngay cửa vào thì bên trái sẽ là nhà vệ sinh. Đó, sau đó thì sẽ là khu vực bếp và khu vực phòng khách này, giường ngủ ngay đây luôn và ban công. Rất là đơn giản, và những cái mẫu này thì Quỳnh nghĩ rằng sau này cho thuê rất là tốt luôn anh chị nha. Đây, tiếp theo sẽ là mẫu căn hộ một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Mỗi sàn cũng chỉ có 2 căn thôi. Đây thì cũng tương tự như gần giống như căn studio, nhưng ở đây sẽ có phòng ngủ riêng anh chị nha. Có phòng ngủ riêng và Quỳnh thấy đặc biệt là đây đều có ban công riêng hết á. Đây, diện tích những cái căn này thì có diện tích thông thủy từ 36 đến 36m2. Khoảng 36m2 anh chị nhé. Đây sẽ là căn hộ một phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Đó, mỗi sàn chỉ có một căn thôi anh chị này. Đó, mỗi sàn chỉ có một căn này. Đây là căn hộ một phòng ngủ cộng anh chị nhé. Tức là mình có thể bố trí thêm được một phòng ngủ á. Thì ở ngay đây là cửa vào này. Bên trái sẽ là bếp, bên phải sẽ là khu vực nhà vệ sinh này. Vào đây bên này là bàn ăn này. Và đối diện sẽ là một phòng ngủ này. Đây là khu vực bố trí phòng ngủ chính này. Đó, thì ngoài này có thể là mình có thể thiết kế phòng ngủ, hoặc có thể làm khu vực đọc sách hoặc phòng tập gym, làm cái gì cũng được. Cho nên mới gọi là căn hộ một phòng ngủ cộng. Đó. Đây khu vực phòng khách và ban công ngay đây. Mỗi sàn chỉ có một căn và diện tích thông thủy là 44,33m2. Đây, tiếp theo sẽ là căn hộ 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Thì ở đây mình nghe thấy đây là khoảng diện tích thông thủy sẽ khoảng 45m2 anh chị nhá. Ngay cửa vào này thì bên trái sẽ là nhà vệ sinh, bên phải là bếp. Đó, thì tiếp theo sẽ là bàn ăn, và đối diện với bàn ăn thì mình sẽ có 2 phòng ngủ. Một phòng ngủ là thông ra cái lầu ra luôn, và một phòng ngủ đây, một phòng ngủ ngay phòng khách. Phòng khách sẽ đi ra thẳng ra ban công. Tiếp theo là sẽ đến mẫu căn hộ là 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Thì đây mỗi sàn mình sẽ có là 2 căn. Diện tích thông thủy là khoảng 48 đến 49m2 anh chị nhá. Đây là cái thiết kế, từ ngay cổng vào nó nằm ngay đây. Thì vừa tới cổng vào thì cái cửa chính á, thì sẽ là bếp này, tới bàn ăn, rồi tới phòng khách và tới ban công như các cái căn kia. Thì ở đây mình sẽ có là phòng ngủ ngay cửa chính ra vào này. Phòng ngủ ngay bên tay trái nha. Và tiếp đó là thì sẽ là một nhà vệ sinh sử dụng chung. Thì cái lô gia nó nằm ngay đây, tức là mình phải đi qua phòng ngủ này thì mới ra được lô gia anh chị nhé. Tiếp theo là vào phòng ngủ thứ hai thì mình sẽ có nhà vệ sinh riêng ở bên trong anh chị ạ. Đó. Thì mỗi căn ở đây, mỗi sàn nó sẽ có 2 căn như vậy anh chị nhé, ở vị trí này. Tiếp theo là sẽ là mẫu căn hộ 2 phòng ngủ cộng và 2 nhà vệ sinh. 2 phòng ngủ cộng đây là tức là thiết kế có 2 phòng ngủ nhưng mình có thể làm thêm được một chỗ ngủ nữa. Thì mỗi sàn sẽ có một căn và diện tích rất là lớn. Diện tích thông thủy là 63m2 anh chị nhé. Đây, về cái thiết kế của nó đây anh chị. Ngay cửa chính ra vào thì sẽ là khu vực nhà vệ sinh đây. Rồi tới bếp này, bàn ăn và phòng khách, ban công như các căn kia. Chỉ khác biệt về các cái thiết kế phòng ngủ ở cạnh bên thôi. Thì ngay đây là phòng ngủ riêng này. Thì chỗ này thì đây là ngôi phòng ngủ cộng.
thì chỗ này mình có thể bố trí bàn học hoặc là khu vực đọc sách hay là tập gym gì cũng được hết ha. Ngay ban công ngay đây, thêm một khó một thêm ban công đây. Đây là cái loggia chứ không phải ban công anh chị nhá. Loggia ở bên này sẽ là một phòng ngủ master, phòng ngủ lớn có nhà vệ sinh riêng bên trong. Và đây là những cái hình ảnh phối cảnh về dự án Destino Central chị ha. Ngay đây là khu công viên nội khu này. Bên này sẽ là công viên nội khu bao gồm có hồ bơi và công viên cây xanh ở ngay dưới dự án anh chị nhá. Hồ bơi dài 25,8m bao gồm 4 cái hồ bơi anh chị ạ. Đây là phối cảnh, đây phối cảnh bên ngoài ở mặt tiền quốc lộ 1A đây anh chị. Đây là khu căn hộ Destino gồm 5 block. Đây phối cảnh về shop house này anh chị. Đó, phối cảnh nhìn từ trên cao xuống anh chị ha. Đó, đây là cái đoạn đường đi ra ngoài quốc lộ 1A này, đi vào dự án này. Đây là khuôn viên bên trong của dự án Destino Central. Thì vừa rồi là những cái thông tin chi tiết về dự án căn hộ Destino Central. Bây giờ Quỳnh sẽ cập nhật cho anh chị mình về hình ảnh flycam Quỳnh vừa mới thực hiện ngày hôm qua cho anh chị mình xem ha, về cái tỷ lệ cư dân xung quanh dự án rất là đông và ngay tuyến đường quốc lộ 1A luôn. Thì về giá bán của dự án Destino Central thì đối với các căn studio sẽ có giá từ 950 triệu đến 1 tỷ anh chị nhé. Thì các giá bán chính thức hiện tại vẫn chưa được chủ đầu tư công khai, nhưng mà hiện tại là vẫn đang được nhận, chủ đầu tư hiện tại vẫn đã nhận booking rồi. Thì sắp tới đây dự kiến là tháng 9 năm nay thì sẽ bắt đầu là triển khai bán hàng. Anh chị nào quan tâm về cái dự án căn hộ này có thể liên hệ với Quỳnh, thì Quỳnh sẽ hỗ trợ anh chị mình booking cũng như là chọn căn vừa ý anh chị ha. Thì kênh Văn Quỳnh Bất Động Sản là chuyên review các dự án bất động sản ở khu Tây Thành phố Hồ Chí Minh. Quỳnh cũng mới tạo hai cái group Zalo về thông tin cũng như là các cái tiến độ của dự án của hai huyện là Đức Hòa và Bến Lức Long An. Thì anh chị nào đang quan tâm tới thị trường hai khu vực này có thể tham gia vào nhóm. Quỳnh sẽ để link nhóm ở phần mô tả cho anh chị mình vào ha. Rồi thì Quỳnh sẽ kết thúc video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những video tiếp theo.